Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hồi nãy lễ khóa tu xong, đại chúng thân nhận nó chia sẻ thì giờ giấc mình bây giờ cũng trưa quá rồi. Nếu mình lại biết thì sắp xếp mình niệm Phật tức lại tí xíu nó sẽ hay hơn. Do ban tổ chức cũng chưa sắp xếp ổn định được cái thời gian, nhưng mà thỉnh thì thôi nhận hóa cũng vì Phật tử tha thiết thì nhận hóa cũng chia sẻ đôi lời với mọi người. Nhận hóa đi đến đâu chỉ có giảng kinh và chia sẻ Phật pháp, nhận hóa đến đạo đàng đạo thịnh như pháp, nhận hóa đến chia sẻ giúp cho họ biết về Phật pháp, họ tôn trọng. Chứ nhận hóa đi rất nhiều nơi nhưng mà không bao giờ mà nhận hóa đi riêng nhà Phật tử nào hết. Thật sự trong lòng nhận hóa là như vậy, tại vì bản thân mình là đi theo con đường của hòa thượng Ân Sư Thượng Tịnh Hà Không. Một đời này đó là lấy đại chúng ra làm cụ, là lấy tất cả mọi người ra làm bản thân của mình để mình chăm sóc, mình thuyết pháp, mình giúp họ có thể tăng trưởng tinh tâm, không phải vì một đối tượng hay là vì cá nhân nào hết mà là vì tập thể. Nên thành đến ra trong nhà Phật có gọi là đức chúng chư hải, đó là khi một cái đức, đó là khi một đại chúng cùng tụ hội với nhau thì đại chúng này cùng hòa hợp với nhau thì đại chúng này có công đức rất là lớn, giống như là biển cả vậy. Nên riêng đối với nhận hóa thì lựa chọn đó là giảng pháp, đó là thay hòa thượng Tịnh Không. Khi xưa cũng vậy, vào năm 60 tuổi lúc đó mới chờ mẹ đang ở Mỹ, thì lúc bấy giờ cái sĩ Lý Minh Nam là sư phụ của ngài cũng đã tịch rồi, thì có hai vị họ định lúc bấy giờ thì hai vị này phát tâm vì người thân tịnh mất mà ấm ấm 2000 nguyện kinh vô lượng thọ. Thì lúc bấy giờ mà người Tịnh Không nói rằng cả cuộc đời sư phụ mình là lão cư sĩ Lý Minh Nam đã từng giảng kinh vô lượng thọ, và lão cư sĩ Lý Minh Nam lúc mà còn ở đời thì khuyên ngài hãy thực hành tới kinh vô lượng thọ và khuyến dẫn hướng dẫn cho người. Thì khi còn năm 60 tuổi lúc bấy giờ mà thượng Tịnh Không vừa nghe là hai vị cư sĩ đó phát đại tâm thân 2000 quyển kinh vô lượng thọ, thì hòa thượng phát cho đại tâm đó là in 8000 quyển kinh vô lượng thọ, thì ngài nói là ấn tống đầu tiên, thì ngài nghĩ rằng ngài sẽ xin thương con đường mà sư phụ ngài sẽ làm, thì ngài ấn tống 10000 quyển kinh vô lượng thọ. Thì từ 10000 quyển kinh vô lượng thọ đó mà ngài hoằng pháp, ngài lợi sanh, và ngài nói rằng nhờ cái sự mà phát tâm của hai vị cư sĩ như vậy, hai vị đại cư sĩ mà kinh vô lượng thọ lưu hành khắp năm châu, ngày hôm nay chúng ta đọc bộ kinh vô lượng thọ này, chúng ta đọc của bộ kinh của hòa thượng Thích Nhất Điều Dịch, nhưng mà thật sự bộ kinh này là của lão cư sĩ đó là Hạ Liên Cư, ngài là hội tập ra cái bộ kinh này, và ngày hôm nay là chúng ta thọ trì đọc tịnh tụng bộ kinh này. Nhưng mà thật sự mà khi mà hòa thượng còn ở đời đó, thì lúc bấy giờ trong cái khi mà ngài phát tâm vậy thì cũng đủ duyên cho ngài đến gặp cụ Hoằng Niệm Tổ. Cụ Hoằng Niệm Tổ thì là đệ tử gọi là chân truyền duy nhất của Hạ Liên Cư. Thì cụ Hoằng Niệm Tổ thì trong vòng 6 năm bế quan gần 170 kinh luận luận để chú giải cho bộ kinh vô lượng thọ, và khi trong một 6 năm đó thì huyết áp của ngài lúc bấy giờ là 220 mà nhịp tim là 120, tại vì ngài đã lớn tuổi rồi không còn đủ sức nữa. Nhưng mà ngài nói rằng thầm nhớ ơn thầy, tri ân đến ông thầy, nên tôi ngày hôm nay biết út ra nhiều lúc đọc quyển kinh vô lượng thọ, chú giải kinh vô lượng thọ mà nước mắt từ trong đáy lòng chảy ra tuôn như mưa làm ướt nhòe cả giấy. Sự mà tha thiết của chư Phật trong mười phương của Đức Phật A Di Đà làm đem đến ở thế gian này để mong mỏi chúng sanh một đời này thoát khổ. Nên kính khuyên kính thỉnh với tất cả mọi người rằng trong vòng khoảng 6 năm đó ngài rất là lớn tuổi rồi, chỉ mong mỏi nếu bộ kinh này ngài vì tuổi già sức yếu nên sẽ không làm tròn này, kính mong tất cả mọi người cùng hiểu cho, thông cảm cho. Thì đó là lời của Hoàng Cụ Hoằng Niệm Tổ, cụ rất tha thiết về cái vấn đề đó là truyền nhân sau này, đó là hướng dẫn và giảng lại bộ kinh vô lượng thọ. Cư sĩ Bằng Thiệu Thanh có nói sở dĩ bộ kinh vô lượng thọ không có người giảng là do chúng sanh thiếu phước, chúng sanh thiếu phước sẽ không có người giảng.
Lão Hòa Thượng Tịnh Không ở đời, Ngài dùng 60 năm trên giảng đài thuyết pháp. Từ năm 60 tuổi đến khi mà Ngài mất là chỉ có giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ. Đó là khi Ngài giảng kinh Hoa Nghiêm, thì lúc bấy giờ trong lòng hai vị đại sĩ mà Ngài tôn kính nhất, đó là Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát. Thì khi mà cư sĩ Chí Minh Nam còn thì nói với Ngài là con hãy tu tịnh độ và niệm Phật. Thì lúc bấy giờ trong lòng của Pháp Sư Tịnh Không chưa thật sự là tin chắc lời Thầy. Chỉ đến khi Ngài giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ, giảng bộ kinh Hoa Nghiêm, lúc bấy giờ Ngài đang giảng kinh Hoa Nghiêm, thì đến phẩm của Văn Thù Phổ Hiền, thì lúc bấy giờ Ngài mở lẽ ra Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền cũng tu tịnh độ, cũng phát nguyện vàng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thì Ngài buông hết tất cả kinh điển lại, Ngài chuyên giảng bộ kinh Vô Lượng Thọ mười mấy năm. Vậy là từ lúc mà 60 tuổi cho đến năm là Ngài mất là 90 mấy tuổi, hơn 30 mấy năm chỉ chuyên giảng kinh Vô Lượng Thọ. Và kinh Vô Lượng Thọ Ngài giảng cũng là mười mấy năm. Nên công sức của Hòa Thượng 8 tháng bộ kinh này, đến ngày hôm nay chúng ta là người Việt Nam, chúng ta cũng nhận được bộ kinh này do Hòa Thượng Thích Đức Điền Ngài dịch ra. Và không phải chỉ riêng cho ở Việt Nam mình, mà từ ở Mỹ, Úc Châu cho đến các đạo tràng tịnh tông khắp mọi nơi đều thọ trì bộ kinh Vô Lượng Thọ này. Nhưng mà Nhận Hóa thấy, khi mà Nhận Hóa tu tập Pháp Môn Tịnh Độ, Nhận Hóa thấy một điều rất rõ ràng. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng tính huệ nghe pháp năng trung an. Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói rằng người có tính tâm có huệ mà để mà nghe bộ kinh Vô Lượng Thọ này là năng trung an, cái là khó trong muôn ngàn những điều khó. Trong bộ kinh Vô Lượng Thọ nói rằng tin bộ kinh này phải tới hai chữ khó. Hai chữ khó cái là rất khó. Bây giờ mọi người có thể nói bây giờ tôi tin bộ kinh này, mọi người tin, mọi người đọc tụng, gặp được bộ kinh này đã là khó rồi, nghe được bộ kinh này thực hành là khó rồi, mà để giữ bộ kinh này cho đến cuối đời rất khó để giữ. Chỉ những hóa thấy chỉ một mình Đại Lão Hòa Thượng Ân Sư Tịnh Không từ lúc phát tâm giảng kinh Vô Lượng Thọ đến cuối đời vẫn giữ bộ kinh Vô Lượng Thọ không hề xả bỏ. Ngài nói rằng trong kinh cũng nói đương lai chi thế kinh đạo diệt tận ngã dĩ từ bi ai vọng, đọc lưu thử kinh chỉ chủ bất tế, chỉ tương kính giả, tùy ý sở quyền, giai khả đắc độ, đời tương lai khi kinh đạo diệt hết, ta đem lòng từ bi thương xót, đặc biệt lưu trụ kinh này lại 100 năm. Chúng sanh nào gặp được kinh này, tùy ý nguyện cầu, đều sẽ được độ thoát. Đây là trong kinh Vô Lượng Thọ có đoạn kinh văn. Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật có nói về đoạn kinh văn này. Đời sau này khi kinh đạo không còn ở thế gian này nữa, vào 12.000 năm, Đức Phật nói, vào Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chánh pháp và tượng pháp, mạt pháp của Ngài là tồn tại ở thế gian 12.000 năm, Phật pháp tồn tại thế gian gần 3.000 năm, Hòa Thượng Tịnh Không nói hơn 3.000 năm, vậy thì chỉ còn 9.000 năm còn lại là Phật pháp tồn tại thế gian. Sau khi mà 9.000 năm nữa, chính là 12.000 năm đúng rồi, thì không còn kinh điển ở thế gian này nữa. Và trong kinh pháp diệt tận có nói những bộ kinh sẽ bắt đầu mất từ từ, giống như kinh Lăng Nghiêm hay là những bộ kinh lớn sẽ mất. Nhưng mà Đức Phật đã nói chút rồi, Đức Phật nói chút rõ ràng, sau khi kết thúc không còn kinh điển ở thế gian, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sẽ dùng thần thông của mình và lưu trụ bộ kinh Vô Lượng Thọ 100 năm cuối thời mạt pháp, chính là 12.100 năm để mà lưu trụ bộ kinh này. Nếu bộ kinh này không quan trọng thì Lão Ân Sư Tịnh không dùng thời gian dài của mình như thế để mà thuyết pháp độ chúng sanh. Bộ kinh Vô Lượng Thọ thì lý cực cao sâu và sự cực giản dị. Lý cực cao sâu cho đến tận là Bồ Tát mà muốn mà để hiểu bộ kinh này cũng không hiểu được. Nên trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng thanh văn ức kiếm si trí Phật tận hết sức cũng không thể hiểu. Công đức Như Lai Phật tự biết, chỉ có Thế Tôn mới là người khai thị. Công đức của Đức Phật chỉ có mình Đức Phật biết thôi. Đây là hàng thanh văn chứ Như Lai mà để suy nghĩ về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà là cảnh giới trong kinh Vô Lượng Thọ cũng sẽ không suy nghĩ được, không suy nghĩ được và cũng không thể nào biết hết được. Chỉ có gì, chỉ có Phật với Phật mới có thể diễn tả bày được điều này thôi.
đang trong kinh A Di Đà. Ai đọc kinh A Di Đà sẽ thấy khi mà Đức Phật thuyết kinh A Di Đà còn gọi là kinh vô ngôn tự thuyết, chính là không ai hỏi mà Đức Phật Thích Ca tự nói ra. Bộ kinh A Di Đà là không ai hỏi hết á, mà Đức Phật tự thuyết tự nói luôn. Thì từ đầu cho đến kinh A Di Đà, ngài Sáu Lợi Phất chỉ là nghe. Và Đức Phật nói rằng này Sáu Lợi Phất, ở thế người cách đây 14 lúc cõi Phật có thế giới tên là Cực Lạc. Này Sáu Lợi Phất, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc có thất tòng lá võng, bảy hàng cây báu, có chim thất bảo, có chim anh vũ, cá lăng tần già, cộng ngoài xí điểu. Này Sáu Lợi Phất, ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, những chúng sanh sanh về đó hàng ngày được nghe thuyết pháp, được ngũ căn ngũ lực thất bộ đề phần bán thánh đạo phần. Đó là Đức Phật nói, đó là khi mà trong kinh A Di Đà, từ đầu cho đến cuối kinh A Di Đà, ngài Sáu Lợi Phất trong nhà Phật còn gọi là trí huệ đệ nhất. Nhưng mà trí huệ đệ nhất như A La Hán, như Sáu Lợi Phất cũng không thể nào biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Nên trong kinh A Di Đà thì ngài Sáu Lợi Phất chỉ là im lặng và nghe, chứ không nói được một lời nào. Chúng ta đọc kinh sẽ thấy Đức ngài Sáu Lợi Phất không nói, không nói được. Vì Sáu Lợi Phất không thấy được cảnh giới màu nhiệm trang nghiêm thanh tịnh của cõi A Di Đà, và trí tuệ của Sáu Lợi Phất cũng không thể nào biết rõ ràng rành mạch được thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nên chỉ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra, thì lúc bấy giờ trong pháp hội thanh chúng và ngài Sáu Lợi Phất mới biết được rằng ở một cái thế giới gọi là Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà có một thế giới cực kỳ thù thắng và an lạc đến như vậy. Nên trong kinh nói rất rõ ràng, đó là chúng ta, nếu mà chúng ta chân thật, người nào chân thật thọ trì đọc tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ này sẽ được sự gia trì của mười phương chư Phật, và là chư Phật sẽ hộ niệm người này. Trong kinh Thập Vạn Sanh có nói rằng hễ chúng sanh nào mà đi đứng nằm ngồi có thể niệm Phật A Di Đà, dù họ đi, dù họ đứng, dù họ nằm, dù họ ngồi, thì 25 vị Bồ Tát không rời bỏ người này. Nếu người nào có thể đi đứng nằm ngồi có thể niệm Phật được, thì 25 vị Bồ Tát không rời bỏ họ. Và những người nào mà thọ trì bộ kinh Vô Lượng Thọ này cũng sẽ được Phật gia trì, gia hộ cho họ. Nhưng mà đến thời điểm ngày hôm nay, người mà phỉ báng đối với pháp môn này cũng rất nhiều, người không tin tưởng cũng rất nhiều. Tại sao người ta không tin tưởng? Phải nói trong kinh Vô Lượng Thọ nói câu rất hay, nói rất là hay, đó là Bồ Tát muốn nghe kinh này mà còn không được. Có một vị Bồ Tát, một số vị Bồ Tát muốn cầu được gặp pháp môn này, nghe kinh này mà không được, cuối cùng thối tâm nơi đạo Bồ Đề, vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát còn mong cầu gặp bộ kinh này còn không được, vậy mà phàm phu tục tử ngày hôm nay chúng ta lại được gặp, đó là duyên lành quá lớn. Vì sao Bồ Tát không được gặp? Vì Bồ Tát chưa từng có nhân duyên với A Di Đà Phật nên không gặp được. Còn sự thối chuyển của Bồ Tát còn giống như chúng ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta thối tâm có thể là đi niệm Phật, thối tâm có thể là sẽ không niệm Phật nữa, hoặc là bỏ tu tập và không tu tập nữa, thì gọi là thối tâm và phu là bỏ hết. Bồ Tát không phải thối tâm như mình. Những vị Bồ Tát thối tâm bằng cách của ngài thối tâm, đó là ngài không muốn thành Phật nữa, không muốn bước tiếp thành Phật nữa. Vậy là khi ông là Bồ Tát rồi thì ra khỏi ba cõi rồi, thì các ngài không đọa lạc nữa, nhưng các ngài không muốn trở thành Phật và không có phương pháp để các ngài nhanh thành Phật. Nên trong kinh Hoa Nghiêm có nói rằng văn thù và phổ hiền khuyến dạy tất cả đại chúng thế giới Hoa Tạng gồm 41 ngôi vị pháp thân đại sĩ quy hướng thiện tài đồng tử cùng tất cả những vị Bồ Tát ở cảnh giới Đức Phật Tỳ Lô Xá Na, chỉ dẫn và hướng dẫn những vị Bồ Tát đó dù tu thập đại nguyện vương hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc. Đó là Đức Văn Thù Phổ Hiền. Đức Văn Thù còn gọi là Diệu Cát Tường Bồ Tát, cũng là mẹ của vô số chư Phật, chính là ngài là mẹ của, ngài là thầy của các Đức Phật, ngài còn là thầy của các Đức Phật. Vậy mà Bồ Tát Văn Thù lại khuyên tất cả những vị Bồ Tát đấy về Tây Phương Cực Lạc, vì về Tây Phương Cực Lạc nhân thành Phật hơn. Trong kinh có nói chúng sanh thể là tạo tội nghiệp, họ tạo tội nghiệp, nếu họ phát nguyện thành tâm tha thiết, nếu lúc lâm chung một niệm
người này nhất định phải sanh về tên của Cực Lạc, ngoài trừ những kẻ tạo ngũ nghịch tộc ác và phỉ báng chánh pháp. Chúng ta biết là hai cái tội này đi chung nhau, không được vãng sanh. Vì người tạo ngũ nghịch tộc ác chính là họ tạo nghiệp ở thế gian này, và họ giết cha hại mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng. Họ làm những việc đó, họ nếu họ gì phỉ báng chánh pháp, họ sẽ không được về. Chúng ta phải biết câu phỉ báng chánh pháp rất là hay. Phỉ báng chánh pháp chính là những người này là những người không tin vào Tam Bảo thì họ sẽ hủy bán. Người hủy bán là người không tin, đã không tin thì chắc chắn sẽ không phải sanh. Còn như vua A Xà Thế, vì cái nghiệp đời trước và đời sau của ông nên cuối cùng ông tạo cái tội nghiệp và đời ông nghe Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói và ông thành tâm sám hối, và cuối cùng cuộc đời ông thay đổi và ông cũng được về tới cõi Cực Lạc. Vì ông tạo tội ngũ nghịch thập ác nhưng ông lại không hủy bán chánh pháp, ông vẫn tin có chánh pháp, nên thành ra ngày hôm nay người mà hủy bán chính mình nhiều đó là chuyện bình thường. Trong kinh nói là pháp môn này là pháp khó tin, khó tin trong tất cả những pháp môn đã gặp Phật pháp là khó rồi, gặp pháp này là khó hơn nữa. Mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói rằng người nào gặp được bộ kinh này mà thọ trì đọc tụng, phải biết rằng những người đó đã từng cúng dường Vô Lượng Thọ Phật. Chính nhờ Đức Phật ấy gia hộ ngày hôm nay mới gặp được pháp môn này. Trong kinh Vô Lượng Thọ nó rất rõ ràng tại sao chúng ta ngày hôm nay gặp được. Trong kinh nói Vô Lượng Thọ Phật là A Di Đà Phật. Chúng ta đã cũng có thể là chúng ta đã từng thân cận bên cạnh ngài, đã từng là những gì, có thể chúng ta là giống như chú Tiểu Sa Di, mà tuổi thọ của chú Tiểu này ở trong chùa thì thầy không biết rằng cái chú Tiểu này sống chưa tới 7 tuổi là chú Tiểu phải chết rồi. Nên ông thầy này mới cho đệ tử mình đi về nhà gặp mẹ lần cuối và nói nếu 7 ngày sau con về nhà rồi, nếu mà con lên được thì lên, còn không thôi con không lên nữa. Tại vì ông thầy biết rằng đệ tử mình sống không 7 ngày nữa là nó phải chết rồi, thì cho chú Tiểu này đi về. Và khi đi lên trên đường về như vậy thì trời mưa, thì kiến bắt đầu bò ra, thì bắt đầu kiến nó trôi đi. Thì lúc bấy giờ thì vị sa di này mới cởi cái áo của mình và vớt cái đàn kiến nó để bên bờ. Và sau khi nó về nhà rồi, qua một tháng sau thì chú Tiểu bắt đầu trở lại chùa. Thì ông thầy nói tại sao con chưa chết, thì chú Tiểu mới nói là sao thầy nói gì kỳ vậy. Thì thầy chủ trì mới nói trên đường về con có làm được những việc gì không. Thì lúc bấy giờ chú Tiểu mới nói là trên đường về thì con có làm gì đâu, con nhìn thấy mấy con kiến nó sắp chết nên thành đến ra con vớt nó lên trên bờ, con lấy áo cởi áo của con và vớt hết đủ kiến nó lên trên bờ. Nên thành đến ra nhờ cái mà vớt trên bờ đó thì thầy nói nhờ con phóng sanh, tức là con cứu mạng của nó, nên thành đến ra ngày hôm nay thọ mạng của con kéo dài. Cũng có thể chúng ta là những con kiến mà được chú Sa Di nó cứu, giống như Phật A Di Đà cứu mình, kết một cái duyên nhỏ đó mà ngày hôm nay mình lại gặp được bộ kinh này, rồi mình tin tưởng, rồi mình bắt đầu mình thực hành, tất cả là cái nhân duyên. Nên thành ra một vị thiền sư nói rất hay, đó là trăm triệu hạt mưa rơi, tất cả đều rơi đúng chỗ, tất cả những người chúng ta gặp đều là do nhân duyên. Có thể ngày hôm nay chúng ta ngồi ở đây cùng ngồi quen quần bên nhau, chắc có thể là anh chị em thân bằng quyến thuộc nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là người ngoài nữa. Trong cái câu nói là không có hạt nào, hạt mưa nào mà rơi nhầm chỗ đâu. Những người chúng ta gặp tất cả đều là nhân duyên cả. Nhưng những khó thấy rằng là mình ở đây nói chuyện với mọi người, chắc có thể nên nhân duyên đời trước của mình với mọi người vậy. Đức Phật cũng nói rằng tất cả chúng sanh là cha mẹ đời quá khứ, là chư Phật của đời tương lai. Đức Phật nói một điều rất rõ ràng như vậy. Tất cả chúng sanh như chúng ta và những loài vật đều là cha mẹ đời quá khứ của mình, đều là thân bằng quý thuộc của mình, và đời vị lai và đời tương lai sau này cũng có thể mà thành Phật. Nên hình ra pháp môn mà để thành Phật, để mà tu thành Phật, dễ nhất, đơn giản nhất vẫn là pháp, đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Ngoài ra thì chúng ta trợ duyên thêm, đó là tụng kinh Vô Lượng Thọ. Người có thời gian nhiều thì tụng nhiều, người có thời gian ít
thì mình lựa học thứ 6, 3, 2, 3, 7 nhận hóa đi, đi vậy thôi. Chứ khi nhận hóa về chỗ nhận hóa thì một ngày nhận hóa đọc một quyển kinh với lại lạy hơn 200 lạy, thì ngày nào cũng vậy. Rồi còn đi đứng nằm ngồi tất cả đều là phải niệm Phật, đeo cái máy niệm Phật, niệm Phật liên tục như vậy. Chừng khi nào mà ngủ rồi đeo bên cạnh một cuốn ngủ chung với tiếng niệm Phật luôn. Nên thành ngữ ra là khi ra ngoài thì tất cả phải tự nhiên, bây giờ không phải lúc nào cũng như cái chỗ mà mình mong muốn được. Nhưng mà nếu chúng ta có thời gian thì chúng ta hãy nên trân trọng như mình còn ở đây thế gian này. Còn một ngày thì hãy cố gắng tu một ngày, để mà khi mà đến lúc mà chúng ta ra đi thì chúng ta sẽ không hối tiếc nữa. Có những người hối hận, có những người hay hối hận, đó là khi mà lớn tuổi rồi hối hận, ủa tại sao lúc trước mình không đọc Phật pháp sớm, bây giờ già cả rồi lại Phật không nổi, lại không nổi nữa, tụng kinh thì mắt mờ đọc không được nữa, hối hận vì trước sao mình không biết Phật pháp. Nhưng mà hối hận cũng một rồi. Mỗi người nếu mà lúc trước mà gặp Phật pháp nhiều lúc đưa cho Phật pháp nhiều lúc không đọc hoặc chửi nữa, mắng nữa. Nên hình như ra tất cả người chúng ta đang gặp Phật pháp vào thời điểm nào thì đó là nhân duyên của mình. Hãy trân trọng phút giây chúng ta gặp được pháp môn để mà chúng ta tu tập. Giống như bản thân nhận hóa hay đấy, đại chúng ở nơi đây chúng ta tụng kinh vô lượng thọ, thì hãy trân trọng cái giây phút này. Để giả sử đến lúc lâm chung thì nhận hóa hay nghĩ trong đầu, giả sử họ mạng mình có thể sống dài, hoặc là giả sử mình 3 năm nữa mình ra đi đi chăng nữa, thì mình vẫn nghĩ rằng cả cuộc đời mình đã hết lòng, mình đã hết sức rồi, mình đã tổng sức của mình để tìm đủ mọi cách, dùng tất cả phương tiện mình giải pháp, rồi mình làm đủ tất cả để tìm mong mọi chúng sanh, đó là họ tu tập. Tại vì Hòa Thượng Tịnh không có một điều các vị giảng sư tinh tấn không, đó là nếu hệ mình có một duyên với một người nào đó, hệ còn một người còn nghe bạn giảng kinh vô lượng thọ thì bạn cũng phải giảng để cho họ. Bạn đưa được một người về Tây Phương Cực Lạc thì càng có, nên đưa càng nhiều người thì càng có. Nhưng nó nghe lời nói này của ông sư Tịnh không, và nhưng nó thực hành theo, đi đến đâu biết tất mọi người, đó là cùng nhau, đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Nhưng